Rồi những cái hình mình cần xài á, mình import hết những cái hình chưa? Cái thôi lấy lạnh gióng nhá. Em mở lạnh gióng lên xong rồi em gióng với sân khấu nè. Đúng không? Gióng sát bên tay trái. Rồi sát lên trên. Rồi sau đó chúng ta nhìn đây, chúng ta coi cái này là bao nhiêu nha. 525 và 309. Rồi mình sắp y chang này nè. 535 và bao nhiêu nhỉ? 2 đúng không? 309 đúng không? 309 đúng rồi, mà cái này là 525. Đó, set up cho nó bằng vô. Bây giờ bạn sẽ Ctrl A, Ctrl Shift D hoặc là kích phải lấy lệnh Distribute to Layer. Nó rã ra hết đúng không? Thì cái background này em đem xuống dưới cùng. Ha, background cho nó nằm dưới cùng. Rồi tắt hết đi, từ từ mình set up từ từ ha. Rồi, chúng ta có đầu tiên là một background. Bây giờ mình xem bài mẫu này. Có phải đầu tiên mình thấy cái này không? Sau đó thì cái hình này được mở lên đúng không? Rồi giờ mình sẽ đưa cái hình anh chàng đứng một chân vào đây. Mình mở mắt ra tìm coi anh nào đứng một chân. À này không đúng đúng không? Đây, bạn này đứng một chân thì không phải đứng ở giữa, mà đứng ở bên trái và đứng ngay giữa. Thì chúng ta sẽ lấy lệnh gióng nè, cho nó vô giữa. Vô giữa vẫn align to stack nha, tức là gióng với sân khấu nằm ngay giữa. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới làm nè, vậy là anh này cứ cho xuống đây đi đúng không? Background mình sẽ F5 xa xa một tí, mình chạy cũng hơi nhiều đó. Rồi ha. Giờ tiếp theo cái hình này nè, cái hình anh bạn này cũng đứng yên, không nhúc nhích gì hết á, cũng không thay đổi gì đâu. Phía trên nó có một mặt nạ. Thì bạn sẽ để ở đây. Để chọn thêm một layer mới nha, xong rồi để chọn đó chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật. Cao cỡ bằng anh bạn này và bạn Nasty Twin, bạn F6 con gái ở đây. Phía sau này bạn có thể F7 nếu muốn. Sau đó thì bạn sẽ diễn hoạt cho cái miếng hình chữ nhật này từ bên dưới này chạy lên đây. À, che kín lên bạn này. Rồi bạn kích phải, bạn kêu nó là mask. Đúng không? Thì chúng ta có đầu tiên như thế này, sau đó thì mở lên như vậy đúng không? Đấy ha, được một chuyện. À, tiếp theo em nhìn tiếp cái bài. Xem lại lần nữa. Rồi, bây giờ alpha mờ cái tấm hình kế cận lên đúng không? Tới anh bạn này. Anh bạn này không nằm ở đây, bắt đầu từ đây. Và mình Nasty Twin. À, F6 xa xa đây đi cho chậm chậm chút. Thì tại đây chúng ta sẽ để alpha bằng 0 đúng không? Alpha bằng 0. Đấy, từ 0 lên có nè, nhưng mà giờ đè mất cái hình anh bạn kia rồi. Vậy thì cái layer này phải nằm bên dưới cái hình số 2 nhưng mà không làm con nằm ra ngoài. Để cái hình anh bạn này ha cũng phải tồn tại ra ngoài này luôn, để làm chi? Lúc đầu lên thì như thế này đúng không? Rồi sau đó alpha mờ lên nè. Đúng chưa? Thì cái hình này mới nằm trên, chứ nếu không thì anh bạn này mà nằm trên thì đè hết rồi. Tại cái hình này hình lớn đúng không? Bình gốm hình lớn lắm. Không tin bạn kéo lên sẽ thấy nó lớn vậy nè. Đúng không? Khi mở lên là hết thấy anh bạn này luôn. Cho nên là anh bạn này bạn phải để xuống layer dưới. Layer dưới nhưng mà không phải là con mặt nạ nha. Đó. Thì vậy là nó nằm ở đó, nhưng mà lúc mà cái anh bạn đứng một chân ở giữa lên ấy thì không có tồn tại nó. Không có đúng không, cho nên mình không thấy. Thì khi mà anh bạn này được mở lên xong rồi thì cái hình bên dưới mới từ từ alpha tỏ lên rồi nha. Rồi tiếp theo xem nữa bài mẫu. Rồi bắt đầu hai anh bạn bên trong mới dưới sau lưng cái anh chàng này mới chạy ra rồi chạy vô ha. Thì bắt đầu mình đưa hai anh bạn kia ra, thì hai anh bạn này thì sẽ không có nằm ở đây ngay mà lôi nó qua bên này. Sau khi hạn chuyện xong mà mới đến hai đứa này chạy thì mình last twin. Mình F6 nha. Thì bạn cứ tắt từng một đứa đi nè. À, tính anh bạn này trước đúng không? Layer này trước thì cái này lúc đầu nó nằm ở giữa này. Bạn cứ gióng là bạn tính từ từ nha. Khóa rồi tắt luôn cho yên chí nè. Thì anh bạn này đầu tiên nằm ở giữa sân khấu này. Rồi sau đó thì chạy qua bên tay phải, là cái bình này nó nằm bên tay phải đúng không? Thì em sẽ chọn cái key sau này nè. Đó, mình bảo là về bên tay phải. Vậy thì nó sẽ từ ở giữa này nó chạy về bên tay phải đúng không, rồi nó chạy trở vô trở lại đúng không, nó ra xong nó vô. Bây giờ nó ra, bạn muốn ra mà nó nằm chờ một chút xíu đi thì em F6 con cái giữ lại hai key này giống nhau, thậm chí có thể gỡ tuyên ra luôn để chắc chắc chắn cho này không có chạy. Rồi nó chạy vô trở vô thì một là em F6 con cái thì em gióng nó vô, hay là cái chỗ này là chỗ nó nằm giữa rồi nè, copy cái chỗ ở giữa này bạn bết ra đây luôn. Vậy là chúng ta có một anh bạn này từ ở trong chạy ra đứng một lúc cái chạy trở vô.
À, ăn bạn trên này, mở mắt này lên và chúng ta khóa ở dưới, chuẩn bị đến tiếp tục ăn bạn này. À, cái này là cái gì nhỉ? Cái này là ngay cái mới lớn không phải rồi, để đó đi, tắt mắt đi. À, bây giờ mình diễn ăn bạn này cơ, đúng không? Cái chén này nha. Mình xem bài mẫu này có phải cái chén đó nó nằm ở đâu nè. Đúng không? À, chạy ra chạy vô xong bắt đầu xuất hiện thằng này sau cùng nha. À, vậy thì cái layer số 3 này, số 4 này để đó, tại vì tí nữa nó phải nằm dưới đó nha. Bây giờ mới đầu mình chạy cái đĩa này này, cái đĩa này em đem vào đây rồi, last six twin cũng F6 ở chỗ này, ở đây chúng ta cho vô giữa. À, gióng vô giữa này được không, sau đó ở đấy nó chạy ra ngoài đó là đúng rồi nè. Rồi F6 cái cho nó đứng chờ một chút nè. Rồi copy cái farm này cho nó chạy trở vô nè. Đấy ha. Cái layer số 4 này đem xuống để trước cái layer số 3. Layer trước layer số 1 ở chỗ này, tại đó là hai cái background. Đấy ha, bây giờ bạn xem nè. Đúng rồi ha. À, tới đây thì nó bị hở, nó hơi hơi lủng là không có đúng nè. Bạn sẽ cho mấy cái này sát lên, xếp 5 sát bạn này lên, hai cái trên này cũng vậy nha. Đây chạy trở ra rồi, chạy trở vô. Nhưng mà cái người, cái anh bạn này là anh bạn một chân này này, đứng ở dưới này đúng hay sai chúng ta quan sát. Anh mặt một chân lúc nào cũng nằm trên cùng đúng không, nằm layer trên cùng chúng ta quan sát luôn nè. Đó, cái gì cũng nằm chạy ở dưới layer dưới của nó hết đúng không. Do vậy ở đây tôi sẽ lôi cái hai hình số 2 số 3 này xuống dưới luôn, ra hẳn ra ngoài chứ không có nằm con của cái mặt nạ nha. Đó, thì bạn sẽ thấy là bây giờ giống nè. À, cái hình này F5 ra đây luôn nha, cái hình một chân á lúc nào cũng thấy luôn, không có được, không có được tắt đi. À, đứng đó cho người ta từ ở trong chạy ra đúng không. Đó, chạy ra xong rồi chạy vào. Yeah, vậy là anh bạn này nó luôn nằm trên cùng nha. À, thì cái hình này là cái hình bình gốm này này, đi lên xong thì phải đứng chờ đến tới đây luôn, em nằm tới đây luôn, sau khi hai cái đĩa đúng không, nó phải nằm dài đây này, hai cái đĩa chạy ra chạy vô vẫn còn này đúng không, chạy vô vẫn còn. Nhưng mà khi chạy vô thì cái hình này đã được đổi bằng cái hình gốm kế vận đúng không, có hai cái bình gốm. Mình xem xét lại lần nữa này, đầu tiên là gốm này đúng không, đó mở ra lúc mà đóng vô ấy, thì chuyển thành gốm khác. Được chưa? Vậy thì lúc đóng vô có phải từ lúc này, khúc này là khúc đóng vô không? Đúng không? Khi mà đóng cửa rồi phía sau hình gốm này đổi thành hình gốm khác. Thì chúng ta có gốm khác nằm đây nè, số 4 này hình gốm khác đây rồi này. Nhưng mà nó không có diễn ở đây, nó diễn ở tại cái khúc mà đang đóng cửa vô đó, khúc này. Đúng không? Đấy, thì tại đây bạn sẽ cho last six twin nè. Mình sẽ tắt mắt ở trên này đi để không bị vướng ha. Thì tại đây chúng ta sẽ cho anh bạn này bằng alpha bằng 0 này. Thì khi mà mở lên cái từ từ xuất hiện nè, đúng không? Đúng chưa? Xuất hiện lên và tồn tại đến cuối phim luôn. Đó, thì chúng ta xem như vậy. À, mở hai đứa này lên đã ha. Rồi xem nè. Đúng không? Rồi. Thì sau khi em làm xong, tôi save cái demo này lại một cái. Là xem cái file để lâu ha, chúng ta để ở đây banner gốm đi. Rồi, nó có mấy cái chữ gì trên này nữa thì bạn cho vô không nói rồi. Bây giờ tôi làm một cái button nhá, btn ở chỗ này chứa button, thì chúng ta sẽ là vẽ button như thế này. À, bạn thích bạn vẽ, không thích lên mạng mà kiếm hình xuống cũng được. Ở đây tôi vẽ một cái hình không có fill, chỉ có đường viền thôi, đường viền đen đen luôn, khóa hết layer dưới xuống để một mình layer này thôi, để chúng ta khỏi bị vướng ha. À, bạn muốn để ở đâu quyền mình, thì tôi sẽ vẽ ở đây một cái hình tròn như thế này. À, tôi cho anh bạn mình dày lên một tí cỡ 3 pixel đi, rồi tôi lấy cái gôm, tôi gôm đi hình góc, rồi tôi vẽ một cái mũi tên vào đây được không. Thì bạn lấy pen vẽ cũng được, lấy cái cỡ cái này vẽ cũng được. Thì đó là tôi có một cái nút này rồi. Tôi convert cái nút này thành một button.
ha, nút nút replay của tôi ha. Ở đây mình cứ phải đặt tên y chang như vậy nhé. Tôi cho chạy lại. Rồi, double click vô. Thì bạn thấy bây giờ tôi F666 nè. Thì tại over là tôi rờ ma vô nó quay vòng vòng vòng. Thì tại over này nó phải là một movie clip. Bây giờ tôi F8 cho bạn mình thành movie clip ha. Thì tên là nó cho mình cho nó là BTM xoay đi. Hay là mũi tên xoay gì đó ha. Đó thì vô trong đó đầu mình diễn xoay nè. Nastic Twin này. Rồi F6 này, bạn chọn key đầu bạn cho nó xoay âm dương gì đó, miễn sao nó xoay theo chiều kim đồng hồ là được rồi nè. À, nhưng mà ở đây á, tôi tới biết có hit nha, tôi phải vẽ một cái hình này. Vuông được, tròn được, tràn vào đây. Bạn hiểu tại sao tôi phải vẽ không? Là bởi vì nếu tôi không vẽ thì cái phạm vi nhận lệnh của mình ấy nó chỉ nằm trên cái đường viền này thôi này. Đấy thì cái khách hàng của mình mà đi tìm cái đường viền này mà rờ vô mới cạnh kích được lệnh là mệt lắm. Cho nên là mình vẽ một cái hình bự dây về luôn, vậy là hết cái khu vực vuông vuông này này đều có lệnh hết. Nick đâu cũng được, miễn là gần gần phạm vi đối tượng mình nha. Rồi xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu viết code cho nó. Đây rồi ha, bạn lấy cái tên này. Ta sẽ tạo một layer kế lên trên à, AS hoặc là Action Strip ở đó đó. Rồi rồi bạn viết code vào trong này. Đầu tiên thì bạn cứ cho nó chạy thoải mái với cái banner này cho nó chạy, đúng không? Thì cuối cùng em cho nó dừng lại không? Thế này. Nếu mà em không nói gì hết, nó cứ chạy hoài cho mà coi, đúng không? Sẽ đi chạy lại hoài. Với lại cái nút này không nằm đầu tiên, không nằm ở đây, mà khi nào xong rồi mới thấy, đúng không? Rồi vậy thì với tôi thứ nhất là cái nút này không nằm đây, nằm tua dưới cùng. Và ngay tại dưới cùng này, tại trên layer action shift đấy, tôi viết lệnh stop. Đấy ha. Để nút hơi thôn, chút xíu nữa mình thu nhỏ lại, đúng không? Cứ phải chạy thoải mái, khi mà dừng lại mới thấy cái nút này. Đấy ha. Rồi bây giờ bạn bắt đầu viết lệnh cho cái nút đó. BTN Replay. Tôi vẫn cố tình tôi gõ lại để mình thuộc bài nha. Rồi bung bự ra đi để mình lấy nguyên câu code cho nó dễ. Rồi mouse even. Cái e viết hoa lên. Chấm biến cố của mình ở đây là khi nào tôi click vô ha. Nhớ chứ click phải có biết hoa lên. Chạy cái hàm delay cho tôi. Rồi function delay làm sao. Nhớ function cách khoảng trắng mới ghi lại cái tên hàm vô. Rồi trong này e 2 chấm mouse even. Đấy ha, nó lên nó nhảy thêm cái câu code lên trên này. Import class này để nó chạy cái biến cố chuột này này, kệ nó nha, bạn đừng có xóa đi. Ở đây thích thì bạn ghi thêm 2 chấm void cho nó chính xác, còn không thích thì code nó vẫn chạy cho mình không sao hết. Rồi bạn ghi ở đây là go to end play hay stop ạ? À? Chạy lại từ đầu đúng không? Thì bạn go to end play 1. Đó, từ đầu. Đó, farm số 1 là farm đầu tiên. Đấy, chạy ra chạy vô đứng lại đúng không, rồi kích một cái chạy tiếp. Thấy đó là cái tiến trình nằm ở cái banner hầu như đa số như vậy. Rồi sau này bạn sẽ nằm ở cái button nằm chồng lên đây, kích một cái cho nó link đi trang web nào đó nữa nha. Thì cái đó từ từ mình học code sau, tại code nó cũng hơi dài dòng một chút. Giờ tôi muốn tôi ngừng ở đây, chúng ta có khoảng 15 phút để làm nha. Rồi gửi bài.